Minh Khôi xin chào quý cô chú, anh chị em và các bạn gần xa trên mọi miền đất nước. Thì cũng như thường lệ cả nhà, Khôi vẫn lại tiếp tục theo chú quay cảnh quan trài cho cả nhà xem nghề mưu sinh của chú hàng ngày á cả nhà. Thì hiện tại giờ chú đã quan trài xong, giờ Khôi trở camera lại quay cho cả nhà xem nha. Ở sau Khôi là cánh đồng lúa cả nhà. Lúa này khoảng một tháng thôi. Để Khôi tải camera lại quay cho cả nhà xem. Rồi Khôi tải camera lại nè cả nhà. Cảm thấy nào nhóc xong luôn. Xong giờ quay cái đoạn xong vắng thì còn vắng tanh luôn, không thấy cá học được luôn, còn có cá. Núp lùm xe chú đó, trời đầu tiên nha cả nhà. Đâu hai ba con cá rô biển vậy. Ba con rùa biển, ba rùa biển với mấy con cá mì dinh. Phèn quá phèn. Phèn dữ lắm. Phải nước gông mà nó đạt, nước sông cái nó vô nữa nó đỡ. Dạ. Nó cứ nước kém rồi nó ở đây hoài, nó không có ngọt vô được. Cá nó đâu vô. Dài là bữa nay là nó giảm hơn nữa cá không đó. Dạ. Đó giờ này mới đầy mẹ rồi. Giờ này còn mót máy ở đây. Thế hình như bốn cá rô biển hay. Gió quá gió. Cái rồi biển thứ già luôn đó. Thứ nhất được nhiều cá này cả nhà. Bốn con rùa biển, năm con cá mà dính. Rồi tại đầu tiên, tiếp theo cả nhà ơi. Trời thứ hai cả nhà ơi. Thank you.
Nó xuống. Đó, mày dưới bưởi, mày dưới bưởi. Mày núp lùm. Có cá sấu. Cá sấu luôn. Cá sấu. Có lý rồi. Có lý. Trúng mối nha, trúng mối của anh Khôi rồi. Cá sấu đâu. Ôi giời. Trời này nhiều hơn trời nãy. Ừ. Càng ngày càng tăng rồi nè cả nhà. Tại hoài là chết luôn á. Chết là. Thì lúc này là cá nó hiếm nha cả nhà. Vậy là quý rồi. Dạ, trời không được nhiều như hồi xưa, như cái lúc ban đầu. Vậy có được gì là quý rồi. Dạ. Tới tháng tháng 10 cả nhà, tháng 10 tháng 11 lúc đó là trời nào trời nấy là thôi. Đó tới. Kéo lên là kéo không nổi luôn cả nhà. Đâu có ai đi chạy, còn có tôi với mình Khôi làm. Dạ. Có ai đi nữa thì người ta ngỏ nghề hết rồi, chạy không có. Ngày chứ còn tôi với mình Khôi với mình Tăng tạm tạm. Dạ. Gió quá, gió chui. Cái sâu rồi liền ra ngoài cho con. Cho cả nhà xem cái hai chài nè. Nó được như đây nè cả nhà. Nói chung thì bây giờ hai chài thì nó bằng cái lục lúc mà một chài mỗi lần. Rồi để chú gỡ cá sấu nữa cho mình cái tiếp tục nha cả nhà. Dạ. Tính cũ rồi sao có cây ta. Phải vì mình đi cái đoạn kia ngon quá. Đoạn bằng lăng gì đó. Hả? Cái đoạn kinh gì đó. Đoạn đó cạn có cá. Dạ. Đó, có mà dính đó. Đó. Hồi nó nhóc luôn. Có không? Núp lùm á mày. Núp lùm. Rồi lên. Núp lùm.
nhóc luôn đó chú. Nhiều không? Nhiều. Có lý, có lý. Có lý không? Có lý, có lý. Có lý. Nó một ê với đòi nữa chú. Rùa biển. Rùa biển hai con. Hai con tao bá lửa luôn. Cả nhà thấy chưa cả nhà? Để quyết định mà. Nè, cá rùa biển nè. Đó, nó bự đó. Còn con nữa đâu không tiêu rồi. Núp lùm đâu rồi. Nó rùa biển nhỏ. Nãy dưới một đất tưởng dưới cây chứ. Dưới đất, bởi lỗ dưới mày bước xuống rồi. Nó cao thấp lỗ hang chứ không hà. À, sáng múc. Sáng múc nó cạp đâu có bằng. À, vì cá lọt hết rồi. Lọt chứ. Kéo được con nào vô túi thì vô chứ còn nhưng nó luồn ra được. Dạ, nó có rùa biển đó. Còn nó biết nói chuyện luôn hả chú ơi? Chuyện luôn. Cứ già. Cứ già luôn rồi đó. Được 3-4 con. Dạ. Nó biển nữa đó. Cục đá ha. Đây, đương nhiên rồi cả nhà. Đó, đã chưa? Rồi, tiếp theo cả nhà ơi. Nào. Sáng cạp không đứng vậy. Yên cái mưa mình đã sững.
héo quéo. Được hai cái rãnh bự. Còn có phi. Cái này là lai rai nè. Nay đài phát thanh nó hết la rồi. Tắt đài mẹ. Tắt đài cả nhà ơi. Đây được con cá chốt nha, chú có chặn đâm nha. Đó. Này chú thất thu rồi cả nhà ơi. Xe. Này đi mua lúa rồi chứ. Chú mà thất thu rồi rồi không có ai mà nó có hết á. Dân lưới câu là thua luôn. Mình nói ở xứ mình nha cả nhà. Đây. Này thất trận rồi. Nước vàng rồi thất trận. Chiều mốt 50. Này trời đặt mà. Trời đặt hay trời chở? Này chú đặt. Rồi tiếp theo cả nhà ơi. Rồi chạy cuối cùng nha cả nhà. Không biết sao đây. Lục Bình đang tấn công chú nữa rồi. Nỗi ám ảnh của chú. Ôi quá hay luôn chú ơi. Né là cục Bình luôn. Đợi. Đó. Đó chú ơi. Con cá. Đó. Đó. Đứng cày chú xuống chú gỡ nha cả nhà. Nói chạy chạy cái đẫm mà cũng có nữa thấy chưa. Vậy vậy chạy bận ngon á. Rồi cái trắng rồi cái này không có rùa biển. Vô quá vô nghe cả nhà nghe hù hù không cả nhà. Chắc nghe quá. Ừ.
rùa biển. Này chú hết trận rồi. Trời, tôi sợ cái chú gần chết, hỏi có chú không hả? Trời, tôi sợ bán hỏi cũng cả 20 mấy ký chứ mày. Dạ. Hết rồi, hết kia còn cá kia con ấy. Nè con mèo nè bỏ vô. Con phi nè. Rồi. Rồi chú ơi, chú ơi. Cho mày đó. Trời trời trời. Rồi. Thôi thất mà chú thôi đi chú. Trời ơi, đâu có cái gì. Chết luôn à. Rồi. Bắt hai con nữa về kia con mèo đó đó. Yeah. Rồi, kết thúc. Rồi thôi kết thúc cái video đây cả nhà ơi. Chào máy bay cả nhà, cá chú. Chào, chào nha. Dạ. Cả nhà thấy cái video hay, hãy ủng hộ hai chú cháu mình nha. Thôi sẽ theo chú hàng ngày quay cho cả nhà xem. Rồi hẹn cả nhà lại cái video sau.